cảnh đau xót cho thôn làng Nổ, huyện Bảo Yên. Ngõ đổ gia đình nhà tôi 12 người còn chưa thấy. Thấy mới thằng cháu hôm qua chôn được một thằng rồi. Thử lắm, nhà tôi bây giờ hết sạch rồi. Con ơi, cháu ơi. 5:36 kém gì đấy, tự nhiên thấy nổ uinh một phát. Ầm ầm, chú còn tưởng là ô tô hoặc là máy bay. Lật nón ra để mà nhìn lên trên trời có thấy máy bay đâu. Thì mình nhìn vào thì có một cục nó to đùng không biết ở khu nào, nhưng mà khoảng 5 phút sau rồi nước tràn về là đẩy cây cối thì các thứ cột nhà cả trâu bò nào thì cả người ấy. Không cứu được. Đành để cho phải trôi đi. Đổ ụp một cái bản lớn xuống nó còn có âm thanh nghe rất to mà. Kiểu mình cứ tưởng tượng một cái gì đó đổ rơi mà mình cách đấy một đoạn, ví dụ như một cái mái nhà cái gì rơi xuống mình cũng có nghe kiểu như thế. Thì đây là một cái vạt núi to, nó rơi xuống, bắt đầu ầm ầm nó ra. Ra thì đến đây có bao nhiêu nhà nó phạt bay đấy hết rồi. Bà kia lên, hai đứa con, còn ông không biết chưa gì đấy. Quan tài này đang lên là toàn anh em nhà chuẩn bị côn cất 10 xác thể trên này. Hôm qua được 5 người, tháng nay thì được 5 người tiếp theo nữa. Còn thiếu 2 người nữa là được cái dòng không biết. Không nói được. Thật toàn người nhà không khóc ra nước mắt. Lo cái gì luôn. Toàn anh em là mình không thấy ai khác. Quân trang gối bộ đội, chăn bộ đội, đây là có gối. Bạn này đã ra quân. Trong lịch sử kể cả ở Việt Nam mình, nếu thiên nhiên lũ cuốn hay là sạt lở đất từ trước nay đưa tin trên cả nước thì ở đây là vụ lớn nhất, cái số lượng người chết nó lớn. Thôn làng Nổ, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã vùi lấp đi hơn 100 người. Thương tâm cho cảnh đau xót này.